ớ ấp sơ ấp sắp nặng sập 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 không biết anh chị nhào tương sao chứ hôm qua giờ em lên các diễn đàn em thấy nhiều người hô sập quá nên là em cũng vô vơ phải xem thử là từ sập trong tiếng việt được đến vần như thế nào thị trường nó mới, mới lên một hai phiên thì bắt đầu là mơ về ngàn hai ngàn ba à mà mới rung lắc một hai phiên thì bắt đầu là nghĩ thị trường chắc về là tám trăm thị trường chắc phải sập về tầm khoảng là chín trăm chắc là đau trên rồi đầu tư chứng khoán nó khổ anh chị ha <laughs> ok Và vậy thì cái bản chất của thị trường trong dòng này nó sẽ như thế nào khi mà thị trường nó có những cái mức rung lắc rất mạnh vào cái phiên ngày thứ năm cũng như là cái phiên ngày thứ sáu chỉ trong hai phiên thôi nhiều những cái mà cổ phiếu nó giảm tương đối mạnh à, thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ bóc tất kỹ với anh chị về cái vấn đề của thị trường hiện tại khi mà thị trường nó vừa mới đi lên nhưng mà nó bắt đầu nó có những hiện tượng rung lắc với một cái mức thanh khoản lớn à, cũng như là cái tư duy mình cách chọn cái cổ phiếu ra làm sao và nhìn những cái mã cổ phiếu như thế nào để có thể là nắm giữ và có thể là mua được những cái mã cổ phiếu có thể chấp được thị trường chung thì trong cái video ngày hôm nay tiệm sẽ phân tích kỹ với anh chị để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn với thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu trong sắp tới anh chị ha thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của nguyên đạt official thì em là nguyên Đà. ngày hôm nay cuối tuần thì cũng tranh thủ làm cho mọi người một cái video để nhìn lại về thị trường trong tuần qua cũng như là nhìn qua về cái góc nhìn về thị trường liệu thị trường đang vận động như thế nào cũng như là về cách chọn một số những cái mặt cổ phiếu tốt nhất trên thị trường để anh chị có thể là có một cái mức sinh lãi tốt nhất cũng như là có thể khi mà mình nắm giữ có thể là không lãi nhanh nhưng mà khi mà mình nắm giữ mình có thể an tâm với những cái mặt cổ phiếu ở được phần nào thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với mọi người ngày hôm nay thì làm video chủ nhật thì hơi trễ một xíu thường thì em sẽ làm video ngày thứ sáu À, cũng như là ngày à, tối thứ bảy hoặc là tối thứ sáu nhưng mà mới em mới đi công tác về, mới lại mới về lại Sài Gòn thôi. À, nên là ngày hôm nay thì làm video vào chủ nhật. Ok, thì cũng làm một cái video cuối tuần cập nhật cho mọi người. À, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì à, mọi người xem video thì anh chị nhớ bỏ ra vài giây nha, Nhớ giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Anh chị tham gia trong khách hàng thì cứ liên hệ qua bạn trợ lý của em. À, số điện thoại em để dưới màn hình, bạn Dung. À, cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng kênh. À, chúc anh chị về gia đình của mình à, có à, cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ha à, rồi ok à, phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái vận động của thị trường trong tuần qua à, Thì thị trường tuần qua thì nhìn chung thì à, những cái phiên đầu tuần thì nó tương đối là tích cực à, khi mà thị trường nó có à, những cái phiên tăng đầu tuần và cái phiên và có một cái phiên xác nhận rất cái cản chéo à, và nó đã xác nhận thị trường bước vào một cái nhịp mới à, vào cái ngày à, ngày 4 tháng 12 là vào ngày thứ hai à, và trong ngày cái phiên hấp thụ hàng về nó cũng rất là tốt À, với cái phiên ngày thứ tư thì khi mà các cái mã cổ phiếu hàng về thì nó không bị bán. À, tuy nhiên vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì cái biến động của thị trường lớn hơn. Đặc biệt là vào buổi sáng ngày thứ năm khi mà các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó bắt đầu để bị bán tháo từ rất sớm, tầm khoảng chín rưỡi ngày thứ năm. Và khi mà những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó bắt đầu để bị giao động thì nó vô tình làm ảnh hưởng đến những cái mã cổ phiếu nhóm mình khác. Ví dụ như là chứng khoán, bất động sản, đầu tư công hay là những cái mã cổ phiếu nhóm mình khác thì nó vô tình làm thị trường nó có những cái mức biến động rất là lớn. Chỉ khi thị trường tức là chỉ khi vừa mới thị trường đi lên được tầm khoảng là một hai cây thôi. Thông thường khi mà chị thấy là thị trường trong những nhịp trước khi mà thị trường đi lên ít nhất là phải tăng khoảng một tuần thì thị trường nó mới có những cái phiên bị dao động như thế này. Em ví dụ như là khi mà thị trường bắt đầu đi lên, kể từ cây này đến khi mà thị trường nó bắt đầu nó bị dao động với một cái vô lớn thì tầm khoảng là 10 phiên. Đây, hay là khi mà thị trường đi lên bắt đầu thị trường nó bắt đầu dao động thì tầm khoảng 5 phiên. Hay là khi mà thị trường bắt đầu đi lên bắt đầu thị trường nó bị dao động tầm khoảng là 12 phiên. Anh chị em ạ, hay là khi mà thị trường đi lên bắt đầu thị trường nó bị dao động Như cây này là tầm khoảng là 11 phiên nghĩa là trong những cái nhịp bình thường của thị trường á như này anh đi lên này bắt đầu là bị dao động này đó, bắt đầu bị dao động dao động này tầm khoảng là ít nhất là tầm khoảng một tuần tầm khoảng từ 5 đến 7 phiên à, nhưng mà khi mà thị trường đi lên bắt đầu tầm khoảng hai ba phiên á, là thị trường nó để nó để nó để bị dao động rồi đó thì đây cũng là một cái trường hợp anh chị cũng không có gặp nhiều đó, thì sau khi mà thị trường nó bị dao động thì thị trường nó bắt đầu nó chững lại vào cái phiên ngày thứ sáu và một số những cái những mà nó bắt đầu nó có những cái hiện tượng bị À, giảm vốn lớn ví dụ như một số những cái mã cổ phiếu dòng chứng hoặc là một số những cái mã cổ phiếu như bất sản đó thì đó là cái vận động của thị trường trong tuần qua à, thì lát nữa thì em sẽ phân tích với anh chị uh, kỹ hơn về vấn đề về thị trường nhìn qua một chút về vấn đề bên ngoài một chút xíu các chỉ số của thế giới thì em thấy là vẫn chưa có nhiều vẫn chưa có gì quá mới anh chị ha ở bitcoin trong tuần qua thì tăng cực kỳ kịch vẫn tăng rất là mạnh hay là các chỉ số như dow jones sp 500 hay là nasdaq thì nó vẫn giữ quanh ở cái mức đỉnh thật đỉnh cũ đó và nó có những cái mức tăng rất là tốt thì hiện tại thì có vẻ như thì vừa của mình đang yếu hơn rất là nhiều À, so với các chỉ số của nước Mỹ. À, một là một là nó yếu thiệt, à, còn hai là nó có thể là nó, nó sẽ lên sau. Nhưng mà với tình hình hiện tại thì vừa nay nó mình vẫn đang rất là chậm. À, chưa nói chưa nói là về đỉnh cổ là quanh vùng 1250 nghìn ha thì hiện tại là trong cái quá trình mà thị trường nó về là tầm khoảng một sáu mươi thì nó cũng tương đối là khó khăn rồi à, tuy nhiên thì em thấy là với cái vận động hiện tại thì các với các áp lực của cái cái các chỉ số bên ngoài thì em thấy là không có quá là áp lực à, thì em thấy là vẫn đang vẫn đang nêu những cái mức chỉ số rất là tốt ok rồi đó là về tình hình về thế giới mỗi tuần thì em sẽ cập nhật lại về cái liên thị trường để anh chị có thể nắm qua để anh chị xem nữa là cái vận động của các cái liên thị trường như thế nào thì em thấy là vẫn đang là tương đối ổn này à, thì DSI đúng không đến thì trong tuần qua thì mặc dù thì có những cái mức hồi phục nhẹ thôi cũng có những cái mức hồi phục nhẹ nhưng mà nhìn chung thì khi mà đến nó vẫn còn nằm dưới một trăm năm á, thì vẫn chưa có tác động gì quá lớn rồi à, về khối ngoại trong tuần qua như thế nào khối ngoại trong tuần qua bán rồng rất là mạnh nhìn chung thì khối ngoại bán trong tuần qua bán rồng tầm khoảng là gần ba tỷ vậy À, có những cái mức bán ròng rất là mạnh, bán gần lên năm phiên và các cái phiên bán mạnh nhất à, vào cái ngày thứ ba là bán ròng là toàn hẳn là gần 1.600 tỷ. Tự danh trong tuần qua thì mua bán thì cũng khá là cũng cũng khá là dễ chừng, chỉ mua mạnh vào cái phiên ngày thứ hai thôi. Còn các cái phiên ngày các cái phiên còn lại thì tự danh cũng mua bán cũng khá là rét nhưng nhìn chung cũng khá là cân bằng à, và có cái phiên mua mạnh vào ngày thứ hai đã thì đó là vận động của khối ngoài cũng là tự danh. thì với em á, thì về vấn đề vĩ mô hiện tại thì nó vẫn chưa có gì quá xấu đâu. chị ha, lãi suất thì vẫn đang rẻ, rồi các chỉ số liên thị trường thì vẫn bất áp lực và Fed thì cũng đã có một số phát biểu thì sẽ sớm sẽ bắt đầu là giảm lãi suất nên mà là về cái tình hình vĩ mô hiện tại thì về cái liên thị trường thì đánh giá là vẫn tương đối ổn mà chứ cũng vẫn chưa có gì quá xấu đó chỉ không biết là khi nào thị trường nó lên thôi bởi vì thị trường trong cái nhịp vừa rồi thì cái biên rơi của thị trường nó lớn quá mà biên rơi của thị trường nó lớn thì cái lực cung của thị trường nó nhiều à. ví dụ như là anh chị hay đọc sách thì nó gọi là cái nguồn cung treo lơ lẫn nghĩa là cái lượng nghiệp hàng nó nhiều quá anh chị nói đơn giản lấy ví dụ như là anh chị nếu như nào kẹt thành bên này đi là là anh chị anh chị kẹt bên cái vùng này hoặc là ví dụ người ta mua thành vnd quanh cái vùng này hoặc là người ta mua về đeo quanh cái vùng này. Ví dụ như khi mà cái mặt cổ phiếu nó về vùng này á thì gì em người ta bán này người ta bán này là bởi vì sao? bởi vì người ta kẹt hàng nó vùng này này. hoặc là người ta mua bên trên mua bên trái này người ta chưa có bán. rồi khi mà cái mặt cổ phiếu nó nhích lên xíu giảm về quanh những cái vùng kháng cự phía trên là người ta bán tiếp. nghĩa là những cái mã cổ phiếu nó giảm với một cái biên độ quá lớn thì khi đi lên nó phải hấp thụ những gì? cái nguồn cung người ta kẹt hàng bên này và người ta cũng và nó cũng hấp thụ gì? cái những người người ta mua những cái này người ta lên bên này người ta chốt lời tức là cái mà cổ phiếu một cái mà cổ phiếu nó rơi lớn á, thì nó phải hấp thụ hai cái lực hai cái lực cung một á, là cái lực cung do những người kẹp hàng người ta chưa có bán hai là lực cung do những người, người ta bắt đáy về kháng cận người ta chốt thì đó là cái áp lực của thị trường trong hiện tại cũng là các cái mạng cổ phiếu là cái biên rơi của cái mạng cổ phiếu nó rơi quá lớn mà cái sự tích lũy nó cũng chưa có đủ thì khi mà thị trường đi lên nó cũng sẽ có những cái mức dập dìu lên chỉnh lên chỉnh à, hay chúng ta gọi là những cái vùng thị trường nó xoay quay thì trong thị trường xoay quay thì có những cái mức khó là như vậy đó thì đó là cái 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 vấn đề của thị trường hiện tại thì em mới là chị cứ tập trung vào thị trường à, và kỳ vọng là thị trường nó sẽ từ từ đi lên và nó có những hiện tượng là đi ngang rồi ok thì bây giờ thì em sẽ cập nhật với tình hình trong thị trường trong trong tuần qua thì à, đầu tiên á trước khi mà chúng ta nói về thị trường trong tuần qua thì em đã nói với chị từ khi mà thị trường trong chỗ này này ok chúng ta tức là sao tức là khi mà chị xem video của em là chị phải xem được là cái định hướng ở thời điểm trong cái nhịp đó hoặc là chị xem video của ai cũng vậy là chị phải xem thử là ở à, cái thằng đó là nó mua là nó nó mua dài à, hay là cái thằng kia là nó mua là nó mua nó mua gom à, hay là gì hay là nó đánh ngắn hay là như thế nào đó thì hôm bữa thì em có nói với anh chị là từ khi mà thị trường nó chưa đi lên nha chứ không phải là khi mà thị trường nó có những cái cây rung lắc em mới nói thì em có nói với anh chị một cái điểm này là thị trường mình á, thứ nhất là cái biên rơi của thị trường nó lớn cái thứ hai á, là các cái mã cổ phiếu nó chưa đủ độ tích lũy và cái trên của nó cũng chưa mạnh anh chị nhìn dòng chứng và dòng bóng sản anh chị cũng sẽ biết thì nó chưa đủ độ tích lũy thì mình chỉ kỳ vọng thị trường nó hai cái góc độ thôi một là gì sai quay đi ngang hai gì là hai là sai quay đi lên và em cũng có luôn nhắc với anh chị là gì mình không nên kỳ vọng thị trường quá nhiều à tức là sao tức là anh chị thấy là thị trường nó nổi lên cái anh chị bắt đầu là kỳ vọng là về ngàn hai ngàn ba nghĩa là không nên mình cứ thị trường nó biến động như nào thì kể đó miễn là thị trường nó đừng có giảm sàn 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 đừng có giảm như thế này hoặc là đừng có giảm những cái giai đoạn như thế này là được rồi còn thị trường nó sai up hay là sai đi, đi ngang là chuyện của thị trường. Và mình cũng không có bắt thị trường theo ý mình cũng được. Tức là mình không bắt thị trường theo ý mình. Mà mình phải gì? mình Tức là mình nắm cái tinh thần thị trường như vậy. Và mình tập trung vào cái mã cổ phiếu của mình. Tức là với vấn đề về thị trường á, thì mình đánh giá với anh chị á, là thị trường á, nếu mà nó tốt, nó về 1160 nó tích lũy phía trên, cũng ok. Còn nếu mà nó yếu hơn xíu, thì nó cứ loan quanh là cái vùng 1080 đến cái vùng 1130, 1140 là cũng đã đánh được rồi em ví dụ sắp tới thị trường á, nó có về bên trên này nó là tốt hoặc là thị trường nó có xoay quay cái biên nhỏ hơn là 1080 đến 1140 là cũng đã có những cái khoảng không gian cho anh chị đánh rồi ok nha đó. còn cái việc còn lại của mình là gì là chọn cổ phiếu chọn cổ, cổ phiếu và chọn cái nhấn mạnh và gì và anh chị chọn cái nhấn mạnh đó là anh chị mua đánh ngắn hay là mua ôm mua theo trên hay là mua đánh biên và từ khi mà thị trường nợ chỗ này em đã phân tầng rất nhiều những cái những ngành và rất nhiều những cái mã cổ phiếu là những cái mã cổ phiếu này anh chị có thể đánh biên và mình sẽ đánh biên cho đến khi mà các cái mã cổ phiếu nó đủ độ tích lũy anh chị hành dung không và khi những cái mã cổ phiếu nó biến động là anh chị anh chị phải chạy chứ không phải là gì ờ chứ không phải nó là ờ à, sao thì trường nó mới mới lên một hai cây màng đạn nó bảo là chốt lời cái cổ phiếu đó là bởi vì cái cái mã cổ phiếu nó đã về kháng cự rồi và đỡ bởi vì cái mã cổ phiếu nó bắt đầu đã bị dao động rồi anh chị hãy nhau em ví dụ như là hôm bữa em báo chị em mua thằng với những cái mã cổ phiếu như thằng vick ở dưới này mua thằng vick dưới này đúng không quanh những cái vùng này thì khi mà cái mã cổ phiếu nó về quanh cái vùng này thì nó chưa có cái vấn đề nhưng một khi nó bị dao động á là phải chạy bởi vì cái bản chất của cái mã cổ phiếu nó là cái vùng nó đánh biên thì nếu mà cái mã cổ phiếu cái biên mà nó lớn á, thì sao À, là 16 đến quanh giá khủng tầm khoảng 20 nhưng nếu mà cái biên mà nó hẹp á thì nó có thể là cái biên tầm khoảng về 18 là nó chỉnh rồi hoặc là như cái mà cổ phiếu ra cũng tương tự đó, hoặc ví dụ như là nếu mà cái biên nó ngắn là anh chị có thể giao dịch cái biên là tầm khoảng 30 đến gia tầm khoảng là 30 34 Đó, nếu mà cái biên nó ngắn còn cái ví dụ như cái biên mà nó nó tích cực hơn ví dụ trong những cái trong những cái tuần rồi mà ví dụ trong cái phiên ngày thứ trong cái phiên ngày thứ năm đây mà các cái, cái mảng cổ phiếu nó không có bị biến động à, thì anh chị có thể nắm giữ thêm tầm khoảng 35 36 anh chị chốt à, nhưng mà một khi cái mảng cổ phiếu nó bị biến động thì trong những cái phiên như này ấy, là anh chị phải chạy hình dung à Nghĩa là gì? Nghĩa là mình sẽ mua ở biên dưới, mua gần hỗ trợ Và khi cổ phiếu đi lên đó, nó sẽ có từ 1 đến 2 kháng cự Chứ không bao giờ một cái mà cổ phiếu đi lên mà nó có chỉ duy nhất một cái mục tiêu đó chị à, Nhiều chị hay gọi là mục tiêu 1 và mục tiêu 2, kháng cự 1 và kháng cự 2 Thì khi mà nó có những cái về những cái vùng kháng cự ngắn mà nó bị dao động Thì mình cũng đã phải chốt lại Thì nó đã nó đúng tinh thần của mình là những cái mà cổ phiếu giao dịch theo biên Và mình sẽ xử lý nó khi mà những cái mà cổ phiếu này có biến động hay là những cái mã cổ phiếu bóng sản cũng tương tự hôm bữa em anh chị có nhớ là em có báo anh chị là mua những cái mã cổ phiếu như thằng à thằng DG hoặc là những cái mã cổ phiếu đất xanh á nếu mua anh chị mua đúng nha là nợ ở dưới này này em không bao giờ em nói chị mua điểm nổ nha trong cái nhịp rồi thì tất cả các cái mã cổ phiếu mà gọi là mua đánh ngắn á, em không bao giờ bảo anh chị mua ở một cái điểm nổ đâu em chỉ báo anh chị mua rủ mua tết và mua ở nền thôi hoặc là những cái mã cổ phiếu như DG thì ví dụ như khi mà chị mua chỗ này à thì nếu mà cái mã cổ phiếu nó về kháng cự một ví dụ như là trong tuần vừa qua thì trường nó tốt nó tích cực mà nó về kháng cự thế này mà nó tăng tiếp à, thì anh chị có thể chờ vào tầm khoảng 28 29 mình mình xử lý ở à, cho giờ vùng này à, nhưng mà khi mà ví dụ như trong cái vùng này mà cái mặt cổ phiếu nó có vấn đề gì xấu thì mình cũng phải bán để, để để tránh cái trường hợp là cái mặt cổ phiếu nó đánh một cái biên nó nhỏ hơn anh chị như vậy đó thì hôm bữa thì em có chia sẻ với anh chị những cái mã cổ phiếu là mình có thể đánh ôm và những cái mã cổ phiếu mình mình sẽ đánh ngắn về mình sẽ đánh biên ví dụ như là trong cái tuần rồi với tất cả những cái mã cổ phiếu đánh ngắn làm đã bán hết rồi trong tuần qua chị, là những cái mà cổ phiếu đánh ngắn ví dụ dòng trứng hoặc là những cái mà cổ phiếu như bất động sản hoặc là những cái mà cổ phiếu còn lại tức là những cái mà cổ phiếu em nói với chị đánh biên ấy, thì em đã chốt rồi nhưng mà những cái mã cổ phiếu ví dụ như là nhóm khu công nghiệp em vẫn giữ bởi vì sao bởi vì với những cái mà cổ phiếu em đã đánh á em đã đánh trên nha một á làm bán hộ vốn còn hai làm ăn lớn anh chị nhau và những cái mà cổ phiếu đánh trên thì trong tuần qua em vẫn giữ ví dụ như là khu công nghiệp hay là những cái mã cổ phiếu như nhóm dầu em vẫn giữ nhưng mà những cái mã cổ phiếu nó bị dao động nó biến động làm đại chốt anh chị ha và em đã chia sẻ với tinh thần này với anh chị là trong xuyên suốt từ khi mà thị trường nó chưa đi lên chứ không phải là khi mà thị trường nó dao động là mà mới nói và cái tinh thần này thì em vẫn giữ quan điểm là bây giờ cho đến tết luôn ta cho đến tết âm luôn cho đến tết âm và hôm bữa thì khi mà thị trường trước khi mà nổi nó nói gì nó để mà anh chị đánh một cái sóng lớn và nó đánh một cái sóng mà nó bay bổng và nó có một cái sự mạnh thì anh chị nên đợi sau tết âm với góc nhìn của em nha sau tết âm thị trường nó sẽ có những cái cơn sóng rất tốt còn thị trường trong cái nhịp này á, nó sẽ là sóng sai quay anh chị phải luôn ghi nhớ giúp em từ bây giờ cho đến tám luôn thị trường nó sẽ là sóng sai quay một là sai quay up tức là lên cái này ờ à, lên đi ngang lên đi ngang là sai quay ấp hai là gì hai là sai quay đi ngang tức là nó chỉ lăn quanh lăn quanh trong một cái biên độ như này thôi thì khi mà thị trường nó đã sai quay hay là sai quay đi ngang cái điều đầu tiên em, anh em muốn anh anh chị muốn, tức là tức là cái điều đầu tiên em muốn nói gì là đầu tiên là anh chị phải xác định một cái tâm thế là thị trường nó sẽ không mạnh khi mà anh chị xác định một cái tâm thế là thị trường nó sẽ không mạnh anh chị mới dễ mua bán dễ định hướng cho mình chiến lược và ví dụ như là cho dù anh chị mua đánh ngắn hay là cho dù anh chị mua gom ví dụ trong room khách hàng của em em không mua gom nha trong room khách hàng của em vẫn có rất nhiều anh chị mua gom bởi vì người ta xác định là bây giờ thị trường nó chưa có sóng lớn là cứ cứ gom 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 gom, gom, các kiểu đúng không thì sao thì người ta thoải mái và, 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 bởi vì chứ người ta người ta biết trước là thị trường nó sẽ không mạnh và ví dụ như là thị trường nó có biến động thì nó cũng không gì không có ảnh hưởng đến cái tâm lý chứ không phải là chị mua gom một hai phiên thị trường nó break lên cái nó giảm nó cho em ơi ờ, sao cái mà cổ phiếu này nó yếu thôi chị nhảy là không được đó. nên là đầu tiên em nói với chị là thị trường giai đoạn từ đây cho đến tết nó sẽ không có quá mạnh đâu và em nghĩ là nó chỉ nó chỉ sai quay thôi Sideway nó sẽ có hai dạng một là sai đi ngang hai là sai quay ốc ok tiếp theo khi mà thị trường sideway đi ngang và sai quay ốc 70% cổ phiếu trên thị trường ấy, em nói với gì nha 70% cổ phiếu trên thị trường ấy, nó chỉ đánh hai biên thôi về hỗ trợ bật, về kháng cự giảm về hỗ trợ bật, về kháng cự giảm thì 70% trên cổ phiếu trên thị trường ấy, nó sẽ như vậy và 30% còn lại cổ phiếu trên thị trường ấy, nó sẽ gì nó sẽ như ita nó sẽ như hag à, nó sẽ như là những cái mặt cổ phiếu như nam từ liêm đó, và giai đoạn tầm khoảng 2018 cũng vậy. Nó sẽ là những cái mã cổ phiếu như Nam Từ Liêm 2018. Nào ví dụ khi thị trường đi ngang vẫn sẽ có những cái mã cổ phiếu như thế này. Hoặc là khi mà thị trường đi ngang vẫn có những cái mã cổ phiếu như GEG, e, G. vẫn có những cái mã cổ phiếu như BHR, vẫn sẽ có những cái mã cổ phiếu như thế này. Chỉ để mà những cái mã cổ phiếu như thế này nó sẽ nó vẫn nó vẫn có nhưng mà nó sẽ ít hơn. Anh chị hình dung không? Đó, thì lát nữa làm sao để chọn những cái mặt cổ phiếu như BHR hoặc là làm sao để chọn những cái mặt cổ phiếu như Nam Từ Liêm lát nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh chị còn những cái mặt cổ phiếu mà đánh biên thì anh chị cũng cũng rõ hết đúng không? Đó. thì có nói với anh chị là anh chị phải nắm cái tinh thần đó để khi mà thị trường đi lên á là anh chị biết ờ à, là ví dụ như thằng đạt nó nói ờ à, thằng nó nói là ví dụ như thị trường nó xấu à, nó là vì sao thằng đạt nó chốt cái mặt cổ phiếu đó là anh chị biết ờ là, à, là bởi vì cái mặt cổ phiếu nó chạm cản, nó biến động là anh bán hoặc là vì sao ví dụ thị trường nó biến động nó giảm mạnh mà vì sao thằng đạt nó vẫn, vẫn nắm vẫn nắm giữ giữ cái mặt cổ phiếu đó là bởi vì cái mặt cổ phiếu nó mạnh nó chưa có vấn đề gì thì vẫn nắm đã À, yeah. đó nên là anh chị phải phân biệt được là gì là thị trường nó vận động như vậy và cổ phiếu nó cũng sẽ phân tầm như vậy và anh chị đưa ra cái chiến lược của mình như thế nào em ví dụ những anh chị nào đánh ngắn à, thì chọn những cái mà cổ phiếu đánh ngắn những anh chị nào đánh ôm thì chọn những cái mà cổ phiếu đánh ôm đã và anh chị tuân thủ chiến lược theo từng các cái mã cổ phiếu mình đưa ra như vậy là ok thì với em á thì với cái sóng này thì em sẽ chia 5 năm hoặc là chia 64 những cái sóng thị trường thường em sẽ đánh full đánh ôm luôn Ví dụ anh chị theo dõi, của em giai đoạn tầm khoảng từ tháng tháng 5 tháng 6 thì em full tài khoản là gì là chị em chỉ đến ôm thôi em không đánh ngắn nhưng mà cái nhịp này thì em thấy là cái thị trường gọi là sao ta cái tính biến động nó cũng hơi cao nên là cái tỷ lệ mà em ôm những cái mặt cổ phiếu ôm á thứ nhất là nó không có nhiều tức là mình không có mình không có ôm được nhiều là bởi vì cái tính thị trường nó biến động là một và những cái mặt cổ phiếu mình có thể ôm á, nó cũng không có quá nhiều nó nên là cái nhịp này thì cái tỷ trọng mà em đánh ôm là nó cũng sẽ không có quá nhiều như giống như giai đoạn tạm khoảng từ tháng năm sáu trở đi đó, thì đang là chiến lược của em là như vậy còn về các cái nhóm ngành thì em vẫn giữ quan điểm như cũ với góc nhìn của em nha từ đây cho tới tết những nhóm ngành có thể có thể có nha tức là có thể có một cái sóng tức là có thể có một cái sóng trên mạnh đầu tiên á, là nhóm công nghiệp thứ hai là gì thứ hai là nhóm dầu khí và thứ ba là nhóm nhóm thép à, và để ngõ là nhóm đầu tư công tức là một là dầu một là công nghiệp hai là dầu khí và thằng số ba đó nó sẽ là hai 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 thằng là là khu công nghiệp với lại là nhóm thép xin lỗi chị đầu tư công với là nhóm thép thì em mới là từ là cho tới tết thì mới là những cái mã cổ phiếu anh chị có thể là mua ôm và với một cái tỷ suất sinh lợi cao á thì em mới là chỉ nằm quanh tức là chỉ nằm quanh quanh những cái mã cổ phiếu nhóm đó còn những cái mã cổ phiếu như chứng khoán này rồi như là dệt may này như là thủy sản này như là bất động sản này thì em nghĩ là nếu chị để mà muốn đánh một cái trend đủ tốt á, thì anh chị nên đợi là giai đoạn sau tết thì cái mức độ sinh lãi của anh chị nó sẽ tốt hơn còn ví dụ như bây giờ anh chị mua em ví dụ như bây giờ anh chị mua cái thằng quê này đây thì khi mà chị mua quanh cái vùng này á tức là chị mua mua cái vùng này thì cứ chị lanh quanh lanh quanh 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 một bài khi mà đủ độ thất lũy tức là ví dụ như là nó giống như này này tức là khi mà chị mua trong những cái vùng mà khi mà những cái mặt cổ phiếu nó chưa đủ độ thất lũy á. thì nó cứ chị lanh quanh lanh quanh tức là anh chị không có lỗi nha tức nghĩa là nó quanh lanh quanh lanh quanh những cái vùng giá mà chị mua đâu nhưng mà chị phải chờ rồi phải chờ phải chờ nó rung nó rủ rung rủ, rủ thì sau này nó mới đó, nên là anh chị nào em định hướng như vậy để lấy ví dụ như khi mà chị mua thì chị biết được là à, cái mạng cổ phiếu nó có thể vận động như vậy và mình có thể chấp nhận cái mạng cổ phiếu nó vận động như vậy hay không ok đó thì anh chị phải lưu hoặc là những cái mặt cổ phiếu như bất động sản em nghĩ là những cái mặt những cái vùng giá quanh vùng giá tầm khoảng 17 với 18 tám đất xanh đó, nó rất là khó thuận như cái vùng giá như thế này đó, nhưng mà ví dụ khi mà chị mua cái vùng này á, thì cái mức độ sinh lãi trong ngân hàng thì nhiều lỗ chị vẫn có những cái vùng có ví dụ là khi mà về những cái vùng hỗ trợ nó cho bật lên ở à, ví dụ trong những cái vùng như này này đã ví dụ chị khi mà chị mua những cái mặt cổ phiếu trong cái vùng này này thì những cái lăn quanh lăn quanh lăn quanh một đoạn nó lần sình lần sau này nó mới chạy hoặc là những cái mặt cổ phiếu như những cái mặt cổ phiếu như thằng à, nam long đi. Đó, ví dụ như về những cái vùng này cứ lăn quanh lăn quanh lăn quanh một đoạn thì sau này nó mới chạy Còn chạy ít thì tại nhiều từ từ mới tiếp. Đó nghĩa là khi mà những cái mà cổ phiếu nó chưa đủ độ tích lũy thì anh chị phải nắm thằng đó. Nếu anh chị có mua. Đó thì như em nói chỉ là những cái nhóm anh mà nó chưa có đủ độ tích lũy và cái trên của nó không mạnh á, thì anh chị nên đánh biên. Và chừng nào mà những cái mà cổ phiếu đủ độ tích lũy và nó đủ một cái trên nó đủ tốt thì anh chị mới ôm nó sẽ nó sẽ tốt hơn, hơn như vậy. Còn với những chị nào mua gom thì em không nói. Với những chị mua gom thì người ta đã nắm trước tinh thần rồi. À, ví dụ như anh chị có thể mua ví dụ như anh chị đặt ra mục tiêu là ờ à, là tao sẽ mua gom thằng thằng Nam Long là vùng 35 lớn với 38 là tao sẽ mua gom ở ví dụ như chỉnh là mua gom chỉnh mua gom chỉnh mua gom cho đến khi nó cho đến khi nó có sống à, thì những anh chị nhà tư đầu tư như vậy thì em sẽ không có bằng đích à, và với, với những anh chị nào mà mà có cách mua như vậy thì anh chị cũng nắm trước thần là những cái mà cổ phiếu này bác sĩ khi đổ, tích đủ tích lũy đủ thì từ người cũng sẽ lên sau chứ không phải là nó không lên em không nói những cái mà cổ phiếu nó không lên nhưng mà trong những hàng thì mình phải chọn cái chiến lược nào để để nó tối ưu hóa cái dòng vốn của mình đó thì đó là cái phần mà em đã chia sẻ lại một lần nữa với như vậy để sau này khi mà thị trường nó biến động á, thì chị không có bắt bẻ và anh chị xem cái kênh ai cũng như vậy thì cái tinh thần và cái chiến lược của em từ đây cho đến tết là gì một với thị trường chung thị trường nó sẽ sai quay hai với cổ phiếu thì gần như gần như nhiều cái 80 đến 90 phần trăm trên cổ cổ phiếu trên thị trường nó sẽ đánh sai quay và các cái mà cổ phiếu nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ và kháng cự đi thì anh chị nào đánh biên và đánh ngắn đánh sai quay thì anh chị lập ra những cái mã cổ phiếu đó ok các kiểu rồi ok khi mà những cái mã cổ phiếu nó về vùng đó mình chọn đi mua và khi mà những cái mã cổ phiếu nó tăng đến vùng đó à, mình theo dõi để mình chốt lời rồi và, và vẫn sẽ có những cái mã cổ phiếu nó sẽ có những cái trên đủ mạnh thì lát nữa thì em sẽ cập nhật với anh chị về một số các cái nhìn như vậy à, tức là một số các cái mã cổ phiếu nó có thể nó sẽ chấp được thị trường trong sắp tới thì lát nữa thì em sẽ cập nhật với anh chị sau với những cái mã cổ phiếu như này thì với em á những cái danh mục tức là những cái mã cổ phiếu mà phù hợp với trong đoạn này, này thì em sẽ nằm từ 50 đến 60 Danh mục nha đó là với tiền trọng tài khoản em á em để chia sẻ với chị từ một tuần trước là những cái mà cổ phiếu mà đã nằm trong được những cái mà cổ phiếu chấp được thị trường á em sẽ dành từ 50 đến 60 tài khoản ở những cái mạng cổ phiếu đó và 40 tài khoản 30 đến 40 phần trăm 45 trăm tài khoản là em vẫn sẽ đánh đi và cái nhịp này em cũng sẽ không cầm full 100 cổ phiếu để ôm đã chia sẻ với chị như vậy luôn ok đó là cái chia sẻ để khi mà anh chị xem video và anh chị làm việc với em á hoặc là anh chị hỏi em hoặc là anh chị hỏi ai đó bởi vì khi mà anh chị xem được video anh chị phải biết được là ờ à, là giai đoạn đó thằng đó nó sẽ giao dịch như nào nó chọn cái mặt cổ phiếu như nào và khi mình hỏi cái câu hỏi đó ví dụ anh chị hỏi ờ à, với cái câu hỏi đó anh chị anh chị đặt ra thằng đó thì anh chị xem thử là nó có thể là nó giúp được anh chị hay không chia sẻ ví dụ như là anh chị à, mua là mua gom dài hạn à mà tự nhiên qua hỏi thằng đánh ngắn thì cái người thiệt là anh chị Chứ không phải là tụi em. Đó, nên là trong tất cả các video thì em vẫn chia sẻ với anh chị là cái góc nhìn của em với thị trường như thế nào. Để anh chị có thể định hướng được. À, và anh chị định hướng được là anh chị có thể mua bán hoặc là anh chị có thể tham khảo gì đó. Hoặc là ví dụ anh chị có hỏi em á, là anh chị cũng phải biết được cái view của em. Với thị trường, với cái nhấn mạnh và với cái mạng cổ phiếu đó. Nó sẽ như thế này. Để khi mà chị hỏi cho nó, gọi là cho nó phù hợp. Ok, rồi. Thì đó là cái góc nhìn của em uh, uh, trong cái video ngày hôm nay. Rồi, với thị trường trong gian này. Rồi tiếp tiếp theo thì em sẽ phân tích qua về một số các cái nhóm mạnh, cũng như là một số các cái mã cổ phiếu. Ok. À, thì anh chị đợi em một xíu ha. Ok, đợi em xíu. <laughs> Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích qua về một số các cái nhóm mạnh, cũng như là một số các cái mã cổ phiếu. À, thì phần đầu tiên á thì em sẽ chia sẻ với anh chị là cái điểm quan trọng là gì? Làm sao để chọn được những cái mã cổ phiếu chắc thị trường. Cái này là cái quan trọng làm sao để mình có thể làm chọn được những cái mã cổ phiếu chấp thị trường theo như chị là làm sao để mình có thể chọn được những cái mã cổ phiếu nó chấp thị trường à, một cái mã cổ phiếu chấp thị trường á nó chưa chắc là cái mã cổ phiếu nó lãi nhiều nhất giờ luôn một, một một cái một cái quan điểm đầu tiên như này là một cái mã cổ phiếu nó chấp được thị trường á nó không phải là cái mã cổ phiếu nó lãi nhiều nhất nhưng nó sẽ là những cái mã cổ phiếu nó sẽ tạo được cái đà an toàn nhất khi mà thị trường nó có những cái mức rung lắc Ok ha, thì bây giờ thì em sẽ lưu với anh chị là làm sao để mà có thể là mình chọn được những cái mã cổ phiếu nó chấp được thị trường. Đầu tiên á là anh chị phải xác định cổ phiếu cổ phiếu đó có nằm trong một nhóm mạnh hay không. Anh chị không? Bởi vì anh chị luôn là thị trường Mỹ á với nếu anh chị nào có đầu tư ở thị trường Mỹ hoặc là anh chị có nghiên cứu cơ thị trường Mỹ á là thị trường đi một hướng cổ phiếu đi một hướng và quan trọng là gì? Quan trọng những cái mà cổ phiếu trong ngành đó, nó cũng đi một hướng khác nhau. Nhưng mà thị trường Việt Nam mà nó có một cái điểm cộng là gì? Là cổ phiếu hay chạy theo dòng. Anh chị hay gọi là sống, sống dòng đó. À, ví dụ như là sống bất động sản, sống chứng khoán, sống khu công nghiệp, sống đầu tư công, sống dầu khí. À, gọi là sống dòng. Thì anh chị đầu tiên khi mà để anh chị chọn được một cái mà cổ phiếu nó có một khi một cái mã cổ phiếu nó có mạnh nó chấp được thị trường á anh chị phải nhìn được là cái mã cổ phiếu nó nó có nằm trong một nhóm những ngành mạnh hay không và cái nhóm ảnh mạnh nó nó có đủ để tạo ra một cái sóng tổng thể và một cái sóng dòng hay không đó là cái điểm mà chị phải lưu ý ok rồi cái thứ hai là gì cái thứ hai á là cái này làm chia ra nói chung là này làm chia là một một a đi à, là có hai là hai a đi là không đó ok ha thì từ cái thằng hai a này Ok, em sẽ phân tích cái thằng một a trước. Thì để mà anh chị để mà anh chị chọn được những cái mã cổ phiếu nó có chấp được thị trường thì đầu tiên là chị nó nằm trong một cái nhóm ngành mạnh, mạnh. Thì hiện tại cái nhóm mạnh nào là cái nhóm mạnh mạnh? Thì ví dụ như là hiện tại cái nhóm khu công nghiệp nó là nhóm mạnh. Nếu mà gọi là nhóm nha, thì nhóm khu công nghiệp hiện tại nói về là nhóm mạnh. Mặc dù cái sóng nó không có quá mạnh, nhưng mà nếu mà xét theo góc độ của các cái mã cổ phiếu so với cái đỉnh này của thị trường chung á thì gần như các cái mã cổ phiếu công nghiệp là cái nhóm mạnh nhất hiện tại của thị trường. Đó, ví dụ chị nhìn những cái mặt cổ phiếu như ita vượt đỉnh này ita vượt đỉnh này vgc vượt đỉnh này rồi tiếp vượt đỉnh này rồi gì vượt đỉnh mà một cái nhóm ngành mà nó có sự tích lũy mà bốn cái mặt cổ phiếu vượt đỉnh thì nó là cái nhóm ngành mạnh rồi và thứ hai là các cái mặt cổ phiếu như idc brvc rồi với rồi thì so với tiền chung thì các cái mặt cổ phiếu nó đều giữ được những vùng đi ngang của nó thì tất cả các cái mặt cổ phiếu nó đều là những cái nhóm mạnh à, tức là nó đều tức là nó nó nằm trong một cái nhóm ngành mạnh thì khu công nghiệp nó là một cái nhóm ngành mạnh cái thứ hai á, là anh chị phải xem thử là cái trên của cái cổ phiếu nó như thế nào. À ví dụ như là anh chị phải xem thử là gì? Là để mà chị chọn được cái mã cổ phiếu mạnh đó, là anh chị phải xem thử là cái cái trên của cổ phiếu đó. Ok. Ví dụ như anh chị bây giờ anh chị nhìn nhóm công nghiệp này thì cái trend của những cái mã cổ phiếu như SSC là nó mạnh nhất. Ví dụ như SSC này, hoặc là VGC này, hoặc là những cái mã cổ phiếu như Ira này thì đây là cái ba ba cái mã cổ phiếu top đầu của nhóm công nghiệp. Ok, đó hoặc là ví dụ anh chị xem những cái mã cổ phiếu khác cũng vậy thì đây là đều là ba những cái mã cổ phiếu nó mạnh nhất rồi đó là những cái mã cổ phiếu mạnh nghĩa là anh chị phải chọn được những cái mã cổ phiếu này. chọn cổ phiếu kênh trên anh chị phải chọn được những cái mã cổ phiếu ở kênh trên ok cái tiếp theo á, là nếu mà anh chị nào không chọn được những cái mã cổ phiếu mạnh á, ví dụ như là hiện tại anh chị lưu này nhóm bóng sản vẫn có những cái mã cổ phiếu gì nam từ liêm hoặc là tig nó vượt đỉnh anh chị ha, tức là hiện tại nhóm bóng sản nó không phải là nhóm mạch. Nó không phải là cái nhóm nó tạo ra sóng nhưng mà thằng Nam từ Liêm vượt đỉnh. Thằng TEG nó vượt đỉnh. Đó, hoặc là ví dụ anh chị thấy là năm 2018 vẫn có những cái mã cổ phiếu Nam từ Liêm nó vượt đỉnh này. Đây. Anh chị thấy là năm 2018 thằng Nam từ Liêm nó cũng vượt đỉnh. Hoặc là những cái mã cổ phiếu lúc đó như G.E.G e, nó cũng có những cái mức tăng rất là mạnh trong phía sau. Đó, ví dụ thế anh chị trường đi ngang mà nó cũng có những cái mức vượt định thì những cái mã cổ phiếu này mình sẽ lọc như thế này ok thì với những cái mã cổ phiếu mà nó không nằm trong một cái nhóm mạnh và không nằm trong những cái mã cổ phiếu nó có sóng dòng á thì những cái mã cổ phiếu đó anh chị phải chọn được những cái mã cổ phiếu đầu tiên này những cái mã cổ phiếu nó phải đủ tích lũy đây nó xem là ctd nha những cái mã cổ phiếu đó nó phải đủ độ tích lũy anh chị ha và thứ hai là gì và thứ hai là kênh trên trên nạp tức là sao tức là nếu mà anh chị nào chọn được những cái mã cổ phiếu một cái mã cổ phiếu ở cái nhóm mạnh mạnh tức là anh chị xác định được cái nhóm mà nó là cái nhóm mạnh mạnh đó thì với những cái mã cổ phiếu đó thì anh chị chọn những cái mã cổ phiếu ở trên trên nhưng mà với những cái mã cổ phiếu mà nó tức là với những cái mã cổ phiếu mà nó nó không có sống tức là nó không có sống dòng và nó không có cái sống tổng thể thì cái điều tiên quyết đầu tiên là gì nó phải đủ độ tích lũy nó phải đủ độ tích lũy thì khi mà một cái mã cổ phiếu nó đủ độ tích lũy thì nó mới có thể đi ngược tức là mà những cái mã cổ phiếu nó đủ tối lợi thường 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 là sẽ đánh trước thì những cái mã cổ phiếu này nó đủ tối lợi và thứ hai là nó phải ở những cái mã cổ phiếu ở kênh trên đó thì đây là những cái cách mà anh chị có thể chọn được những cái mã cổ phiếu ở nhóm ngành mạnh và anh chỉ có thể chấp được thị trường em ví dụ như là bây giờ mà nếu anh chị muốn chọn được những cái mã cổ phiếu chấp được thị trường á anh chị phải nhìn qua cái nhóm của công nghiệp đầu tiên và anh chị phải tìm được để mua với những cái mã cổ phiếu như VGC hoặc là SSC hoặc là những cái mã cổ phiếu như ITA còn anh chị nào đang nắm với những cái mã cổ phiếu này có vị thế tốt nha anh chị nắm chấp nhận ví dụ như em em vẫn đang em vẫn đang nắm hay là nếu anh chị nào có những cái mã cổ phiếu như về sẽ tốt như thằng CTD ví dụ những về tốt là về thế dưới này này đó thì với những cái mã cổ phiếu dòng khung dòng đầu tư công hiện tại nó không phải là dòng mạnh như vậy. nó vẫn là một một cái nhóm mạnh nào gọi là trung bình đó. nó một gọi là từ khá thôi nhưng mà CTD nó đủ độ tích lũy và những cái mã cổ phiếu nó ở trên trên tức là những cái mã cổ phiếu nó đã vượt nền và nó tích lũy ở phía trên rồi thì những cái mã cổ phiếu đây là những cái mã cổ phiếu tốt đầu hoặc là những cái mặt cổ phiếu nam từ liêm dòng bất động sản không phải là dòng mạnh nhưng mà thằng nam từ liêm nó cũng đã có cái sự tích lũy và nó cũng đã có một cái bước chạy đà và nó đang tích lũy ở cái vùng kháng cự ở phía trên hoặc là những cái mặt cổ phiếu như tg là một cái mặt cổ phiếu trong tuần qua nó mới chạy những cái mặt cổ phiếu đủ đủ tích lũy những cái mặt cổ phiếu có cái bước chạy đà mạnh và những cái mặt cổ phiếu nó đã vượt qua cái vùng cản rồi thì đây là những cái mặt cổ phiếu tốt đầu anh chỉ có thể phải theo dõi nhiều phía sau ok và anh chị lưu ý với em một điểm là những cái mặt cổ phiếu em vừa nói chưa chắc nó sẽ lãi nhiều nhất nha. Chưa chắc nó sẽ lãi nhiều nhất. Em ví dụ như tính từ thời điểm hiện tại nha. Sắp tới thằng KBC nó có thể chạy nhiều hơn thằng VGC tính từ thời điểm hiện tại. Bởi vì nó là những cái mà cổ phiếu nó chạy sau. Những cái mà cổ phiếu chạy sâu á, đôi lúc nó sẽ chạy nhiều hơn những cái mà cổ phiếu chạy trước. Nhưng những cái mà cổ phiếu ở trên á, nó sẽ không bao giờ nó nó giảm quá mạnh. Nghĩa là về cái sự, về cái chiều giảm á, nếu cả ngành giảm á, là nó sẽ giảm hết ví dụ như là nếu mà KBC sàn thì thằng VGC nó cũng sàn mà thằng VGC sàn nó thằng KBC nó cũng tức là thằng KBC nó cũng sàn nghĩa là cái mức độ về rủi ro đó thì hai thằng như nhau nhưng mà liệu đi lên hay không á khi mà thì tức là nhưng mà khi mà thị trường rung lắc khi mà thị trường rung lắc em ví dụ thị trường nó rung lắc vài điểm thì những cái mã cổ phiếu như VGC nó sẽ giữ được giá hơn thằng KBC ví dụ như khi mà thị trường rung lắc rung lắc vài điểm thì những cái mã cổ phiếu như VGC nó sẽ giữ được giá hoặc là nó hồi tốt hơn những cái mã cổ phiếu như BHR, GVR hay là KBC ở phía dưới À, còn khi mà ví dụ sắp tới mà dòng công nghiệp nó tiếp tục nó kéo thì KBC nó có thể lãi nhiều hơn thằng VG, VGC nha. Nhưng mà nói chúng ta về mặt trên á thì tức là về mặt trên thì hiện tại những cái mặt cổ phiếu như VGC thì cái trên của nó là nó sẽ mạnh hơn. Nó giống như cái tư duy mà hồi em có nói với anh chị là cái nhịp này nè. Nó giống như cái tư duy hồi hồi em có nói với anh chị á là cái nhịp này của thằng FCS này. Anh chị có nhớ là khi mà thằng FCS nó ở chỗ này á khi mà FZ ở nội trong này nha thì FZ là cái mã cổ phiếu lúc đó cái kênh của cái trên của thằng FZ nó mạnh nó mạnh rất nhiều so với những cái mã cổ phiếu SA nha lúc đó cái trên của thằng FZ ở trên này mà Adai nó nó quanh được cái vùng đỉnh cổ thôi thì về mặt trên á thì anh chị thấy thằng FZ nó không có giảm nó vẫn lù 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 đi lên nó vẫn lù 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 lù, lù, lù đi lên anh chị không nhưng mà chị tính từ chỗ này này thì thằng SA á cái khoảng này nó chạy nhiều hơn thằng FZ đã nên là hồi nãy em có nói với anh chị là nếu mà chưa chắc những cái mã cổ phiếu sắp tới, anh chị mua thằng VGC hay là chị mua thằng SC, nó bằng cái mức lãi thằng KBC nó mang lại đâu. Nhưng mà về cái mặt giữ giá, nghĩa là những cái mã cổ phiếu như FZ trong cái đoạn này nó cũng không giảm, nhưng mà nó tăng ít hơn thôi. Nhưng nếu mà thị trường nó rung lắc thì FZ nó sẽ giữ giá tốt hơn thằng SI. Nếu mà thị trường mà nó rung lắc một những cái mức độ mạnh. Anh em còn khi mà thị trường lên mạnh hoặc là lên tốt thì những cái mã có có thể là có những cái mã cổ phiếu cái trên mạnh đó, nó sẽ tăng yếu hơn những cái mã cổ phiếu ở dưới. Ok đó. thì đó là cái cái tùy thuộc vào cái cái cách chọn cái, tức là cái cách chọn cổ phiếu anh chị như thế nào Nhưng mà để mà tối ưu nhất về cái mặt về rủi ro, tức là về cái mặt khi mà thị trường rung lắc Thì cái mặt cổ phiếu nó có giữ được gì hay không thì những cái mặt cổ phiếu kênh trên là những cái mặt cổ phiếu top đầu Anh chị phải luôn ghi nhớ này với em Ok đó thì đây là những cái cách mà anh chị có thể chọn được là gì Ờ là cái nhóm mà nó có mạnh hay không Hai là gì nếu mà cái nhóm mà nó không mạnh Thì nó sẽ nằm trong những cái mặt cổ phiếu nó đủ độ tích lũy và những cái mặt cổ phiếu ở kênh trên thì đây là cái cách nhìn anh chị có thể chọn lựa các cái mã cổ phiếu trong cái gì sắp tới. ví dụ như hiện tại nếu mà em chọn tức là nếu mà những cái mã cổ phiếu mạnh thì đó những cái mã cổ phiếu nhóm công nghiệp nó mạnh này thì có những cái mã cổ phiếu như VKC này hoặc là SSC này hoặc là những cái mã cổ phiếu gì đi ra thì nếu anh chị nào có những cái vị thế tốt với những cái mã cổ phiếu này thì nắm giữ vậy và nếu anh chị muốn mua được những cái mã cổ phiếu nó có thể chấp thị trường thì phải canh những cái điểm mua những cái mã cổ phiếu này nếu tại điểm mua thì cả phải cách mua hoặc là những cái mã cổ phiếu như CTD này hoặc là những cái mã cổ phiếu nam từ liêm này hoặc là những cái mã cổ phiếu như TG này nếu anh chị nào chọn được những cái mã cổ phiếu nó có độ độ tích lũy và cái trên nó tốt thì anh chị phải canh được những cái mã cổ phiếu này chứ đừng chọn những cái mã cổ phiếu ở phía dưới đừng có chọn những cái mã cổ phiếu nó đã không có sống rồi mà chọn những cái mã cổ phiếu ở, thấp thấp như là những cái mã cổ phiếu gì SCR này tức là em không nói là không tăng nhưng mà cái trên của nó là cái trên xuống và nó cách rất là xa cái đỉnh này thì khi mà lên nó sẽ rủ khi mà lên rủ khi lên nó rủ hoặc là chọn những cái mã cổ phiếu gì những cái mã cổ phiếu như SM À, anh chị thấy không tức là những cái mã cổ phiếu cái trên rất là xa định và cái kháng cự của nó rất là nhiều đó là những cái mã cổ phiếu như M này thì anh thấy nó tăng tăng thì nó tăng nó tốt tốt vậy đúng không nhưng mà nó lên nó, rủ, nó lên nó rủ lên nó rủ lên tích lũy thì mình cầm cái mã cổ phiếu nhiều lúc nó không lỗ nhưng mà gì nhưng mà cái 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 nhiều lúc trong một cái khoảng thời gian mình sẽ tốn rất là nhiều những cái chi phí cơ hội đó, đó là hai cái cách chọn cổ phiếu anh chị có thể lưu ý trong sắp tới một là gì phải chọn được cái nhóm mạnh và trong cái nhóm mạnh đó chọn những cái mặt cổ phiếu ở trên Hai là gì? Hai là những cái dòng nó không mạnh thì anh chị phải lưu là đặc điểm tối ưu những cái mà cổ phiếu nó 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 phải có nha, là nó phải đủ độ tích Đủ ở đây là khoảng bao nhiêu? Là phải tầm khoảng 3 4 tháng đổ lên. Ví dụ Nam Từ Liêm hiện tại là tầm khoảng 5 tháng, hoặc là những cái mà cổ phiếu như TG hoặc là CT là tầm khoảng là 6 7 tháng đó rồi. Nghĩa là những cái mã cổ phiếu độ tích và cái kênh của nó ở phía trên. Kênh trên nó thiện là cái dòng tiền nó đã vào đánh với những cái mà cổ phiếu này rồi. Ok, đó thì đó là cái góc nhìn để mà anh chị có thể chọn được là gì. Hồi nãy có nói gì á, là dòng sắp tới sẽ có 70% cổ phiếu là chỉ chị sẽ đánh ngắn và đánh TP và 70 đến 80% đây. và tầm khoảng 20% á, là sẽ có những cái mà cổ phiếu nó sẽ đi ngược được thị trường. Thì 20% cổ phiếu đó nó sẽ nằm trong gì? Nó sẽ nằm trong những cái yếu tố mà hồi nãy vừa nói. Nó sẽ nằm trong những yếu tố mà hồi nãy vừa nói. Hoặc là như là những cái mà cổ phiếu nhóm dầu khí, nhóm dầu khí hiện tại á nó chưa xác nhận vào sóng nó chưa xác nhận vào sóng nha nhưng nó sẽ là một cái nhóm ngành nó tiềm năng vào sóng nó sẽ là những cái mã cổ phiếu nhóm mạnh thì ví dụ như là sắp tới nếu bạn anh chị nào muốn mua những cái mã cổ phiếu dầu khí thì phải ưu tiên những cái mã cổ phiếu như BVS bởi vì nó đủ độ tích lũy và kênh trên hoặc là những cái mã cổ phiếu như BVD nó đủ độ tích lũy và kênh trên tức là nó nằm gần đỉnh á ok hoặc là chứ anh chị đừng có chọn những cái mã cổ phiếu như BVB nó những cái mã cổ phiếu ở kênh dưới đó. hay là ví dụ như là nếu anh chị nào sắp tới đánh nhóm thép thì anh chị phải chọn những cái mã cổ phiếu Nam Kim hoặc là Hoa Sen nếu tức là nếu mà nhóm ngành nó tạo ra sóng nha còn ví dụ như là nó không tạo ra sóng thì thôi nhưng mà nếu mà anh chị nào có cái chọn nó tạo ra sóng thì phải chọn Hosea sen nam kim chứ đừng có chọn những cái mà cổ phiếu như smc hoặc là TLH ở phía dưới bởi vì những cái mà cổ phiếu là những cái mà cổ phiếu ở phía dưới ok ha rồi đã thì ra cái góc nhìn mà em muốn chia sẻ với anh chị để sau để lát nữa thì khi mà em tích thích đó, thì em sẽ chọn những cái mà cổ phiếu nó ok để anh chị theo dõi anh chị vậy rồi rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu về phân tích về các cái mặt cổ phiếu qua em sẽ phân tích về một số những cái mặt cổ phiếu nó chính đó những cái mặt cổ phiếu mà nó lễ thể thì em sẽ không phân tích nha đầu tiên thì em sẽ đi qua dòng chứng đây dòng chứng thì em như nó nói với là dòng chứng thì hôm thứ hôm thứ năm thì em đã chốt rồi hôm thứ năm này bán rồi. em đã bán ngắn hạn nha. bởi vì dòng này thì bán ngắn hạn thì với dòng chứng khoán thì em sẽ lấy một vài cổ phiếu đây. ví dụ những cái mặt cổ phiếu SI này thì hôm bữa thì nếu mà thị trường nó tốt thì SI nó có thể về là cái nền ở phía trên nhưng mà là với cái sự dao động này thì SI nó có thể là nó sẽ tức là nó sẽ đánh cái biên nó ngắn hơn ví dụ cái biên của thằng A thì là nó sẽ tầm khoảng 31 31 đến tầm khoảng 33 đó hoặc là cái biên của những cái mã cổ phiếu FCS á, thì cái biên nó có thể ngắn là tầm khoảng 40 đến tầm khoảng 44 đó, tức là cái biên của các cái mã cổ phiếu nó sẽ ngắn hơn thì nếu mà chị đánh theo biên thì cứ về quanh vùng này chị mua và cứ về gần biên trên anh chị chốt cứ, tức là nó phải về quanh cái vùng này phải lình xình lình xình vuông thấp, tức là phải cân bằng cân bằng như này này ví dụ như ví dụ như, ví dụ như xanh này đó, à, ví dụ chị đánh hai biên à, ví dụ anh chị đánh hai biên thì như thế khi mà những cái mã cổ phiếu nó chạm biên dưới nó bật này thì khi mà nó về biên dưới thì chị nó phải lình xình lình xình một đoạn không vuông vuông này thì cái vùng này chị phải canh mua này. À, rồi khi mà nó về bên trên cái vùng này chị canh chốt này rồi nó về tức là nó về tức là nó về bên dưới thì chị nó về bên dưới là không phải là nó tăng ngay mà nó về lên trên dần trên một đoạn này đó, thì cái vùng này chỉ canh này đó rồi cái vùng này chị canh này nghĩa là cái vùng nó phải thấp và nó phải cân bằng hoặc là cái vùng này chỉ canh này là anh chị thấy là khi mà cái mặt cổ phiếu đánh hai biên á khi mà một cái mặt cổ phiếu đánh hai biên á là anh chị thấy cứ về bên dưới lên dần 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 vùng thấp lại lên về bên dưới lên dần 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 vùng thấp lại lên về bên dưới lên dần 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 thấp lại lên. Lên, 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 lên thì khi mà chị mua là chị phải canh những cái vùng như này những cái mà cổ phiếu chạy đến ngắn thì phải canh những cái vùng như này vùng như này hoặc là vùng như này và nổ lên anh chị bạn đã thì em sẽ nói chung luôn ví dụ những cái mà cổ phiếu gì em ví dụ những cái mà cổ phiếu em lấy đại diện một số những cái mà cổ phiếu dòng chứng nhé ví dụ về này đây hiện tại nó giảm vô lớn luôn vô vẫn lớn vô vẫn lớn vô vẫn lớn thì cứ cho nó về lại quanh cái vùng này đúng không về vùng này đã về vùng này cân bằng bắt đầu lên trên lên trên lại là, là canh mua rồi bên trên này anh chỉ canh chốt à, hoặc là những cái mà cổ phiếu như FC cũng tương tự hoặc là những cái mà cổ phiếu như VCI à, hay là vít những cái mà cổ phiếu đánh cái biên hiện tại thấy có thể những cái mà cổ phiếu chứng khoán nó sẽ đánh với một cái biên năng, ngắn hơn với những cái mà cổ phiếu đánh với một cái biên năng ngắn hơn đó thì khi mà những cái mà cổ phiếu nó về lên trên lên trên thì chỉ có thể canh mua vào hoặc là những cái mà cổ phiếu bóng sản tương tự dụ như thằng Black xanh đã ví dụ chị đã xác định cái biên của nó tầm khoảng 19 đến giá tầm khoảng 21 rồi thì quý tra nó phải tra nó về 19 hiện tại cái vô nó vẫn lớn là gì không thì cái vô nó vẫn lớn không thì khi vô lớn này chị đừng canh mua vội nó về nó vùng này nó phải cân bằng lên trên lên trên vô thấp đoạn là khoảng cái tuần thì chị bắt đầu chị mua rồi đó, hoặc là những cái mà cổ phiếu gì những cái mà cổ phiếu như thằng DG đó DG á, ví dụ trong cái vùng này cũng không phải là vùng mua nó không phải nó không phải là giảm nhưng mà những cái mà cổ phiếu một khi mà thằng một khi mà thằng thằng Nam Long này một khi mà quý dụ xin, xin lỗi chị, một khi mà thằng Nam Long á nó gãy nó có xu hướng về biên dưới này ví dụ Nam Long có xuống về biên dưới rồi đất xanh có xu hướng về biên dưới Novaland có xu hướng về biên dưới rồi gì rồi phát đạt có xu hướng về biên dưới rồi khang điền đó, kháng điện của xuống nó dưới thì mới là các cái mã cổ phiếu bất sản sắp tới nó sẽ có những cái biên nó về lại biên dưới như vậy thì chỉ có thể canh ví dụ như kháng điện đi đó nó về quanh vùng này nó về vùng này đó nó cân bằng vùng thấp vùng thấp lại thì chỉ có thể canh mua vào đó, mà thì đó là cái, cái cách mua trong sắp tới ví dụ kháng điện em điểm qua về mã ví dụ Novaland đúng không? Đó, ví dụ Novaland này nó sẽ có một cái biên dưới của nó, quanh tầm giá tầm khoảng 17 bảy quanh quanh mười bảy thì anh chị cứ cho nó về lên trên lên trên vùng thấp thì chỉ cần vô canh mua rồi hoặc là những cái mã cổ phiếu như D rồi hoặc là đất xanh hoặc là năm long hoặc là các cái mặt cổ phiếu nhát DC này, à, HDC nó có hai biên này, là cái biên là tầm khoảng 32, 32 đến tới tầm giá tầm khoảng 36. Thì nó về vùng này nó lên 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 lên, lên một đoạn là chỉ cần mua vào. Và về, về bên trên thì chỉ canh chốt ra hoặc là xe cũng tương tự. Vận động nó y chang nhau. Anh chị nha, vận động nó y chang nhau. Đó thì anh chị bất động sản này, hoặc là những cái mặt cổ phiếu nhóm đầu tư công này, đầu tư công lấy vai mã thôi, ví dụ như thằng FCN đây. Đây, anh chị thấy có hai biên không? Là cái biên trên là quanh 15 và cái biên dưới là quanh tầm giá tổng 13.5 thì cứ cho nó rũ, Nó rũ nó về vùng này nó cân bằng lên xin lên lên xin thấp thì canh mua vô ở rồi về bên trên này canh ra mình sẽ đánh đến mình sẽ đánh như vậy cho đến chừng nào mà những cái mặt cổ phiếu nó tạo ra trên độ tốt thì mình sẽ ôm với một cái trên đó, nó nó, lâu hơn fcn này hoặc là lcg này đó, hoặc là các chị nó đều có hai biên hoặc là các cái mặt cổ phiếu như thủy sản rồi dịch may rồi bóng sản dịch may rồi các cái mặt cổ phiếu còn lại cũng được nó sẽ có những cái mặt cổ phiếu nó có thể đi ngược đó, ví dụ như là những cái mặt cổ phiếu như thằng à, thằng vgc những cái mặt cổ phiếu khác thì em sẽ cập nhật với chị sau đó, điểm qua dầm thép đi hoa dầm thép có những cái mặt cổ phiếu như hoa sen này hoặc là nam kim với hoa sen với là nam kim thì em thấy là vẫn hơi bị dao động cái nhóm thép á, là một cái nhóm em vẫn rất là con đo nông điểm là gì là cái trên nó mạnh đúng là nó mạnh thật cái trên nhóm này rất mạnh nha nhưng mà bị dao động thì rất là khó mua nên em người là với những cái mà cổ phiếu dòng thép á, nó phải cần có một cái nhịp rũ đi nên có một nhịp rũ về lại quanh 20 nên có một nhịp rũ về là quanh 20 cân bằng dưới này và sau này thì cái trên nó sẽ tốt hơn rất là nhiều hay là những cái mà cổ phiếu như hoa sen này bởi vì nó dao động lỏng quá thì nên có một nhịp rũ về là quanh tầm khoảng 19 à, tầm dẫn tầm khoảng 20 20 năm và là cân bằng như này và sau đó đến lên thì sẽ ok hơn bởi vì những cái mà cổ phiếu nó dao động bên này mà nó rướng lên nó về về lan của nó bị dao động thì cái vùng quanh giá hai hai ba là cái vùng cản khá là mạnh với nhóm thép rồi đó thì nhóm thép nghĩa là về lại dưới này thì em nghĩ là nó sẽ cân bằng vun thấp thì chỉ có thể canh mua vào nó sẽ tốt hơn đó thì đó là những cái mà cổ phiếu anh chị có thể đánh biên ví dụ như chứng khoán này bất động sản này đầu tư công này rồi ví dụ như phân bón tức là ví dụ như phân bón này ví dụ đạm cà mau này anh hay đánh hai biên không là cái biên dưới tầm khoảng 30-31 hoặc là những cái mà cổ phiếu đạm vốn mỹ này đó gì thấy quanh hai biên tầm khoảng quanh ba hai rồi về lại biên dưới chị có thể canh nó vào đó thì đó là những cái mà cổ phiếu đánh hai biên nó với những cái mà cổ phiếu mà chị xác nhận là chị đánh ngắn thì vẫn sẽ có những cái mà cổ phiếu nó không về biên dưới tức là nó giữ ở biên trên thì nếu gì không mua được thì chị bỏ qua đầy cái cổ phiếu chị mua tức là những cái mà cổ phiếu nào thuộc cái tầm mình mình đã view á thì cứ về quanh biên dưới mình sẽ canh mua còn những cái mà cổ phiếu nó không về thôi bởi vì em nói gì là 10 cái cổ phiếu á, thì nó chỉ có tầm khoảng là tầm khoảng hai ba cổ phiếu nó không về thôi hết bảy ta sáu bảy cổ phiếu là nó về rồi đó nên chỉ canh những cái mà cổ phiếu nó về bên dưới lên trên lên trên vốn thấp lên gì có thể canh vô hoặc là nó về cái vùng hỗ trợ nào đó vùng hỗ trợ cứng của nó thì chỉ có thể cắt. nhưng mà vẫn sẽ có những cái mà cổ phiếu nó vẫn có khả năng đi ngược vẫn sẽ có những cái mà cổ phiếu nó vẫn có khả năng đi ngược anh chị ha thì bây giờ thì em sẽ phân tích với anh chị đó, đầu tiên á, thì như hồi nãy có nói với anh chị là những cái mà cổ phiếu em cách lọc với anh chị á, là những cái mà cổ phiếu như khu công nghiệp thì anh chị phải canh vùng hiện tại là những cái vùng canh mua với thằng VGC ví dụ những cái mà cổ phiếu này nó tích lũy nó tích lũy này. giảm này nó tích lũy nó giảm này giảm vô lớn này phục hồi vô thấp giảm vô lớn phục hồi vô thấp thì thường nó sẽ cân bằng tầm linh trình lên sàn quanh quanh cái vùng này ví dụ như buôn lên buôn lên bắt nhẹ lại phục hồi lên vùng thấp thì nếu giảm số tới mà vùng thấp á, là cái vùng này nếu anh chị nào chưa mua được nha Mút năm nha rồi canh cái điểm xác nhận dùng tiền vào hướng lên là canh mua thêm SJC cũng tương tự ví dụ này đi lên này đúng không vùng dao động này dao động hay cái vùng lớn vốn lớn tức là nó cứ vốn lớn vốn lớn vốn lớn nó bị dao động thì hiện tại đang rủ này đang rũ không thì sắp tới nó sẽ về quan trọng khoảng 22 nó cân bằng vùng thấp thì trong cái vùng vùng thấp đó anh chỉ cần lấy mừng đúng không rồi hướng đi lên bắt đầu vô như ta là cần lấy ra ta đó HSC này VGC này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ta y là mới nhịp này là nhịp đầu thôi mới là nhịp này là cái nhịp đầu tiên của nó thôi đã thì gì phải canh một cái nhịp gì một cái nhịp rủ bắt đầu gì cân bằng lại vùng thấp vốn phải thấp nha vốn phải cạn thì nha bắt đầu lấy vô năm phần trăm cho em bởi vì ita hoặc là những cái mà cổ phiếu mà nó có trên như mà thường nó sẽ lên nó sẽ có một nhiều rủ và cái nhịp rủ nó vô về thấp thì là căng cái nhịp nó kéo lên lại là, là chỉ bắt đầu chị mua thêm nó giống như những giai đoạn như này nè đây này chị quý vị thấy khi mà cái mà cổ phiếu nó lên này, nó sẽ rủ lại một cái nhịp như này thấy không nó rủ này thì bắt đầu nó sẽ lên trên lên trên vô nó thấp lại thì chị nó phải canh à, hoặc là ví dụ khi mà một cái mà cổ phiếu nó đánh lên đấy ví dụ những cái mà cổ phiếu đánh lên này, ví dụ những cái mà cổ phiếu như D2. đây rồi đó, ví dụ như khi mà cái mặt cổ phiếu đánh lên này thì sau đó nó sẽ có một cái dịp rủ này rủ này bắt đầu cân bằng lại vùng thấp à, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như HAG à, ví dụ khi mà một cái mặt cổ phiếu đi lên anh thấy nó kéo không nó kéo à, sau đó nó sẽ có một cái nhịp dao động dao động dao động này thì nó sẽ rủ anh thấy một cái nhịp rủ không thì như thế trong, trong cái vùng này, này thì thường nó sẽ tầm khoảng bốn năm phiên thì như thế vô nó thấp lại này. thì sau này nó sẽ đánh lên đó thì sắp tới với những cái mặt cổ phiếu một cái trên nó mạnh như thằng HIG hoặc con ý thì chỉ canh được những cái điểm mua như vậy nhưng mà là cái điểm mua sắp tới của thằng những cái mã cổ phiếu ETA nó sẽ canh nó dễ hơn bởi vì thằng ETA so với cái nền giá của nó quanh tầm giá tầm khoảng 600 năm á nó chưa có quá xa đâu những cái mã cổ phiếu nào càng gần nền lớn thì cái điểm an toàn của nó nó sẽ càng nhiều còn những cái mã cổ phiếu như HAG á là so với cái nền dài của nó tầm khoảng giá 9 5 bây giờ nó hơi xa rồi. thì phải đợi đi mua nó có thể lâu hơn xíu nhưng mà mới là thằng ETA cái thời điểm mà nó xuất hiện điểm mua số 2 của nó nó sẽ sớm hơn thằng HAG đó thì anh chị có thể là canh đúng không bây giờ vốn lớn này vun vẫn lớn đúng không? lớn thì cứ cho nó rủ. Nó rủ bắt đầu lên trên lên trên thấp là cứ múc danh 50% vậy. Múc cho 50%, canh điểm nó đi lên là mua thêm. Còn em nói cái gì không bữa em cứ hướng dẫn chị mua cái này nắm giữ thật là em. Nắm giữ thật cho các em cùng làm bán hộ vốn chứ đừng đừng ăn ít với những cái mã cổ phiếu như này, nắm giữ. Đúng không? Hoặc là những cái mã cổ phiếu dòng riêng lẻ, riêng lẻ nào, ví dụ những cái mã cổ phiếu Nam Từ Liêm. nếu mà anh chị nó muốn đánh một cái trend đủ lớn, mua là một cái trend đủ mạnh của một nhóm mạnh yếu, tức là chọn một cái mà cổ phiếu đủ điều kiện để đến trên trong một nhóm ngành nó không có sống thì anh chị phải phải theo dõi những cái mặt cổ phiếu nam từ liêm này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như tig này đó. hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ctd này đó. những cái mặt cổ phiếu nó mạnh thì nhị hao hiểu phân tích nam từ liêm đi anh sẽ đi lên này đi lên đúng không vượt này này vượt này nó giống như chết c á này đi lên này vượt này này vô lớn vô lớn vượt lớn này anh sẽ nó bị dao động này dao động vô lớn vô lớn rồi thì cứ dao nó đổ đừng có gì đừng có mà vội mà vàng cứ cho nó rủ nó rủ gì cũng đó nó rủ nó rủ xong không vô thấp lại múc cho năm trăm nổ lên canh mua thêm nha anh chỉ chụp cái màn hình là cái phơm này của thằng hag chụp lại nha đây chụp là cái phơm này của thằng hag giúp em đây đây sẽ là cái form kinh điển của rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã cái, nó đã có trên mạnh trong cái nhịp rồi tức là gì đánh lên dao động rũ bỏ vùng thấp cực kỳ lưu cái vùng thấp nha vùng này là gì lấy vị thế cho em. rồi đánh lên những cây này đánh lên cha nó anh chị cứ cha đi lên mua thêm một cây này và cây này cho nó sẽ là những cái điểm mua hàng đầu tức là sao đánh lên thì không mua được chọn không mua được dưới thử cho nó chạy đường này nó rủ xong vuông thấp là múc 5% nổ lên hướng lên tức là từ cái điểm anh chị mua là phải cho nó đi lên nha chứ đừng có mua full một lần nha phải cho đi lên để cho mình có bước đệm lại và cho biết mình cái mạng cổ phiếu nó có lên hay không thì cho những cái vùng này là anh chị cần chị có thể mua thêm đó thì với những cái mạng cổ phiếu như khu công nghiệp em sẽ điện qua nhanh này vgc này đây giam rủ này vô đúng không rủ lỗ vào vô nắp thì thông thường cái cái vùng cân bằng của nó tầm khoảng nhiêu bốn năm phiên thì cứ nó lên trình thì chỉ cần cái lên trình lên trình quanh cái vùng này mà tầm khoảng vài phiên nữa ba bốn phiên nữa mà vô nào vẫn thấp mốt năm trăm hướng lên dòng tiền vô mua thêm còn những anh chị nào có hàng không bữa em báo với mua cái này á nắm giữ cùng lắm họ vốn bán để đừng có bán sớm. anh này đúng không hiện tại vẫn dao động hơi lớn cứ cho nó rủ lên trên vùng vùng này vùng thấp nổ lên mua thêm vùng này với lấy vị thế nổ lên can mua thêm gì đi ra lớn này không? tiền vô đánh này tiền vô đánh này hai cây này vốn lớn vốn lớn vốn lớn nó sẽ rủ có thể có có thể rủ về tết lại gáp luôn vô thấp 15 phần trăm nổi lên mua thêm hoặc là nam từ liêm đúng không hoặc là gì tg nếu anh chị có quan tâm với tg cũng tương tự à, à. hoặc là nếu anh chị nào mà chấp nhận rủi ro đó thì cho nó rủ tức là cho nó bắt về là anh chị mốt luôn tức là anh chị không cần quan tâm nó có cân bằng hay không nhưng mà mua cách như vậy thì nó sẽ nó sẽ hơi hơi khó em thì em thích thích thay mua nó phải cân bằng ít nhất tầm khoảng ba bốn còn ví dụ nó, nó, ví dụ nó cân bằng mới một phiên mà mua thì em thấy là nó hơi hơi khó nhưng mà nếu anh chị nào có mua sớm thì nó rủ một phiên đó. tức là nó đạp một phiên là anh chị có thể mua được nhưng mà em thì em hay chờ nó đạp xong nó phải cân bằng lên trên lại nào, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ctd này đã tức là hiện tại là anh chị thấy nó vẫn hơi dao động đúng không tức là vẫn hơi dao động thì cứ cho nó rủ cứ cho nó rủ đúng không cân bằng vuông thấp là mức ba phần hướng lên đánh vượt đỉnh vùng này là gì là mua gia tăng ok đó thì đó là những cái mặt cổ phiếu như vậy và hiện tại anh chị nào có những cái mặt cổ phiếu tương tự như vậy thì anh chị có thể là nốt lại đó. và cái cách mua tương tự tức là sắp tới thì trường nó sẽ có rung lắc thì trường nó sẽ có rủ bỏ thì khi mà những cái mặt cổ phiếu như vậy nó rủ bỏ à, vô thấp lên trên lên thân cân bằng và bốn viên là mua lấy vì thế rồi đánh vượt đỉnh đi lên tiền vào thì đánh ra ra, đó. thì đó là những cái mảng cổ phiếu nó có thể chấp được thị trường một là gì một là nó phải nằm trong dòng mạnh hai là gì nếu mà cái dòng nó không mạnh đó, nó phải là những cái mặt cổ phiếu đủ tích lũy và phải nằm ở phía trên em ví dụ à, Nếu anh chị muốn mua những cái mã cổ phiếu như gì BVS hoặc là BVD Thì hiện tại chưa thể nói nhóm dầu khí là nhóm mạnh đâu Nhưng nó là những cái mã cổ phiếu gì Đủ tích lũy vào ở kênh trên Thì cứ tương tự là gì Đúng không Rủ Căn bằng vô thấp là cứ mút cho em 5% Hướng đi lên đủ dòng tiền Gia tăng Hoặc là ví dụ như BVS đang rủ Đúng không Ví dụ đang rủ này nổ lên này, rủ lại này, thì vuông thấp, vuông thấp là cứ nằm 5% nổ lên là mua thêm, thì phải chọn được những cái mã cổ phiếu như thế này. Dầu khí, khu công nghiệp hoặc là những cái mã cổ phiếu riêng lẻ của những nhóm ngành mình đánh, mình đánh biên. Em ví dụ như là nhóm chứng khoán mình đánh biên, hoặc là nhóm bất sản mình đánh biên hoặc là những cái mã cổ phiếu nào mình đánh biên. Nhưng mà trong cái nhóm mình đó vẫn sẽ có những cái mã cổ phiếu nó đủ để, tức là đủ để tạo ra trên với riêng cái cổ phiếu đó. Em ví dụ như thằng Nam Từ Liêm giai đoạn 2019 thì Nam Từ Liêm ví dụ dòng bóng sản 2019 nó không có sống đâu anh chị nhưng mà nam từ liêm nó vẫn có sống thì sắp tới vẫn sẽ có những cái mã cổ phiếu đánh biên mà vẫn sẽ có những cái mã cổ phiếu đi ngược như này thì anh chị phải tìm ra công thức để mua những cái mã cổ phiếu như này là gì Đổ độ tích lũy đúng không đây này đổ độ tích lũy dòng tiền đánh lên rủ bảo vun thấp lấy vị thế đánh lên lại mua thêm đó. thì đó sẽ là cái công thức mua với những cái mã cổ phiếu mà cái dòng nó không mạnh nhưng mà cái mã cổ phiếu nó mạnh ok thì anh chị nói lại nó nói lại cái ý đó để sắp tới khi mà thị trường nó biến động và thị trường nó có những cái mức rũ bỏ thì anh chị có thể là canh mua vào. và như hồi nãy có với như hồi nãy bắt đầu chỉ là 50 đến 60% tài khoản á là em sẽ mua những cái mã cổ phiếu mạnh nó thị trường và sẽ ôm. Còn 50 còn còn lại tầm khoảng 30 40% làm sẽ lướt những cái mã cổ phiếu mà đánh biên. Đó thì danh mục như vậy. Thì sau này khi mà chị hỏi em em tư vấn á, thì em cũng sẽ tư vấn theo tinh thần như vậy ok ví dụ như hiện anh thấy trong trong tuần qua thị trường rung lắc nhưng mà như với những cái mã cổ phiếu dòng dầu khí là dòng công dòng công nghiệp á, em cũng không có bán em chỉ bán những cái mã cổ phiếu đánh ngắn thôi đã để chứ để sao mà nó đạt ờ uh, sao mà thị trường như này mà nó bán mà sao thị trường như này nó mua là không phải bởi vì thị trường nó sai quay thị trường sai quay là cái cổ phiếu nó sẽ phân hóa vậy thị trường uptrend trên thì mình nói hoặc là thị trường đau trên thì mình nói nhưng mà thị trường sai quay ấy, thì mình không thể dùng thị trường để mà đánh giá cổ phiếu được không thể lấy tiền chung để đánh giá cổ phiếu nha vậy cái cổ phiếu nó sẽ vận động khác nhau có nhóm ngành tạo ra trên có nhóm ngành vượt đỉnh nhưng mà có nhóm ngành chỉ sai quay thôi đó nên là chị phải lưu cái đặc điểm đó ok đó thì đó là cái tinh thần mà muốn chia sẻ với chị à, uh, trong cái video ngày hôm nay em anh chị nào xem video em cũng từ tuần trước anh dùng đã định hướng được rồi thì trong tuần này thì em là sắp tới nó sẽ có những điểm mua bởi vì em đánh giá với nhịp rũ hiện tại của những cái mã cổ phiếu nam từ lim rồi ita rồi vgc rồi bvs rồi hc nó sẽ là cái điểm mua số 2 cho anh chị nào chưa có hàng trong những cái vùng mua dưới này nó sẽ là điểm mua còn là điểm mua thứ hai ok ha à, hoặc là ví dụ hoặc là anh chị muốn mua những cái mã cổ phiếu ở kênh dưới của nhóm công nghiệp ví dụ anh chị mua 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 thằng BHR thằng VGC thằng KBC em là cũng được thôi à, em em nghĩ là cũng được à, anh chị có thể công một nhưng mà nên mua những cái mã cổ phiếu nó nhảy và kênh nó tốt quá. ví dụ nhóm khu công nghiệp thì SHC nhảy nha VGC rất nhảy và thằng ITA thì khỏi nó rồi đánh rất là đi à, ok nam, nam 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 từ liên thiểu ok còn CTD cũng đánh rất là phiêu à, nhiều lúc mình sẽ biết cái đặc tính của nó rồi đó hoặc là thằng TG này nhiều chị hỏi em thằng TG thì em đánh giá thằng TG ổn nha Tại TG nó đủ đồ tích lũy nó ổn mất thì có thể canh nhịp rũ canh rũ bỏ thì có thể canh. Canh mua này giống như năm tuổi liêm á, đó, hoặc là thằng ra à, Bởi vì cái mặt cổ phiếu này đủ đồ tích lũy rồi thì cái trên của nó nó có thể đánh tiếp được. Ok, đã thì đó là cái cập nhật em định hướng với chị trong cái video ngày hôm nay. Nhìn chung thì cái tinh thần thì nó vẫn như tuần trước. Nó vẫn như tuần trước. À, có điều là gì? Có điều thì trong tuần này những cái mặt cổ phiếu chốt ngắn hạn thì nó 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 rung lắc tại cảng nó hơi hơi thấp. À, ví dụ như là tuần trước khi mà bán chị mua thì có thể là kỳ vọng vào tầm 36 quanh 36 mình chốt nhưng mà trong tuần qua mà khi mà cái mã cổ phiếu nó biến động thì em bán sớm bán sớm bởi vì những cái mã cổ phiếu nó bị dao động thì thường cái mã cổ phiếu nó phải rủ hoặc là nó lên sinh trở lại à, nó chỉ khác ở điểm đó thôi còn về cái tinh thần và cách mua bán thì vẫn tương tự không có đóng cái gì khác và em nghĩ là cái nhịp rung lắc lần này á, thì thị trường sau một cái vùng mà thị trường đi lên như vậy khi mà thị trường đi lên mà nó bị dao động vô lớn thì thường nó sẽ lình thình nó nó chỉnh rung lắc một vài phiên còn để mà thị trường đau trên không có đâu cùng lắm là về lại biên dưới quanh 1080, cùng lắm là về lại dưới này chị, cùng lắm nha đó, còn nó rung lắc như nào thì kệ thì rồi nhưng mà thị trường khi mà đi lên nó bị dao động thì thị trường nó sẽ chuẩn một vài cây để cho chân cái mặt cổ phiếu nó rủ bỏ nó hấp thụ trở lại và sau đó thì nó vẫn sẽ đi lên lại ok thì góc nhìn của em thì thị trường nó vẫn sẽ đánh xoay quay thôi quan trọng là thị trường nó đi xoay quay như thế nào thôi còn thị trường đánh xoay quay thì vẫn góc nhìn của em là thị trường vẫn còn đánh được là thị trường vẫn còn chơi được vậy còn ví dụ như là mua bán các cái mặt cổ phiếu thì như hồi nãy tinh thần em nói rồi ok thì anh chị nắm thân như vậy để tuần sau thì anh chị có thể là uh, chủ động theo dõi các cái mặt của phiếu định chị xử lý ha rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay trước khi mà chị rơi thì anh chị xem video thấy hay thì anh chị nhớ bỏ ra vài giây nha nhấn giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi ok anh chị tham gia luôn khách hàng thì cứ liên hệ qua bạn trợ lý qua à, số điện thoại phim này dưới màn hình để đồng hành cùng em trong những dịp sắp tới à, cảm ơn anh chị rất là nhiều chúc mọi người về gia đình của mình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và thật nhất sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video cũng như trong các buổi livestream của em sau chị xin chào mọi người